Xin chào tất cả các quý thầy cô cùng với tất cả các bạn sinh viên. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các quý thầy cô và các bạn sinh viên làm như thế nào để chúng ta có thể ghi âm bài giảng của mình bằng PowerPoint. Trong cái phần hướng dẫn của mình sẽ có hai cái nội dung. Nội dung thứ nhất là hướng dẫn cách ghi âm bằng PowerPoint. Cái mục đích của cái phần này sau khi mà quý thầy cô giảng bài, thì trong quá trình mà quý thầy cô giảng bài thì quý thầy cô có thể ghi âm lại những cái lời nói của mình thông qua cái like bài giảng, và từ đó quý thầy cô có thể truyền cái file nội dung của mình đến tất cả các bạn học sinh và tất cả các bạn sinh viên, giúp cho tất cả các bạn học sinh và các bạn sinh viên có thể là ôn lại cái bài học của mình. Và cái nội dung thứ hai mình sẽ hướng dẫn đó là cái phần mà xuất file dưới dạng tự trình chiếu. Đối với cái phần này á, quý thầy cô sau khi mà giảng xong thì quý thầy cô sẽ truyền cái file bài giảng của mình đến tất cả các bạn học sinh hoặc tất cả các bạn sinh viên, nhưng dưới cái dạng là file tự trình chiếu. Khi mà chúng ta truyền đến tất cả các bạn học sinh dưới cái dạng file trình chiếu thì các bạn học sinh và tất cả các bạn sinh viên không thể chỉnh sửa cái phần nội dung cái bài giảng PowerPoint của thầy cô. Sau đây là cái phần hướng dẫn của mình, hướng dẫn cách ghi âm bài giảng. Thì đầu tiên với thầy cô sẽ vào cái phần mà slideshow. Đây, chúng ta sẽ vào cái phần slideshow, chúng ta sẽ chọn cái phần mà record slideshow. Sau khi chúng ta chọn record slideshow thì chúng ta sẽ nhấn vào biểu tượng này. Sau đây mình sẽ đi vào cái phần mà hướng dẫn thực tế để giúp cho tất cả các quý thầy cô sẽ hiểu cái phần này. Giả sử đây là cái phần bài giảng của quý thầy cô, thì quý thầy cô bắt đầu bài giảng này thì đầu tiên quý thầy cô sẽ vô cái phần mà slideshow. Đó, chúng ta sẽ chọn một cái phần mà slideshow. Sau đó chúng ta sẽ nhấn vào cái chữ record slideshow. Quý thầy cô sẽ nhấn vào đây. Sau khi quý thầy cô nhấn vào record slideshow, và hiện tại là trên đây chúng ta sẽ thấy thứ nhất là current slide, có nghĩa là cái slide hiện tại nó đang chạy, có nghĩa là quý thầy cô đang ghi âm cái bài giảng của mình ở trên đây. Và trên đây thì nó có hai cái phần nữa. Cái phần thứ nhất đó là cái phần mà nút dừng, có nghĩa là trên đây giả sử quý thầy cô đang ghi âm, quý thầy cô muốn dừng lại thì chúng ta chỉ cần nhấn vào đây thì chúng ta dừng lại, và quý thầy cô muốn ghi âm tiếp thì chúng ta chỉ cần nhấn vào đây chúng ta ghi âm tiếp. Hoặc quý thầy cô ghi âm cái slide này, giả sử quý thầy cô ghi âm mà nó sai hay là bị dính một cái lỗi gì đó thì quý thầy cô có thể dừng ghi âm lại, và chúng ta có thể làm chúng ta nhấn vào cái nút undo, có nghĩa là nó sẽ ghi âm lại toàn bộ cái file bài giảng của mình. Quý thầy cô muốn ghi âm thì chúng ta sẽ nhấn vào cái file ghi âm này. Thì đối với tất cả các bạn học sinh và tất cả các bạn sinh viên chỉ nhìn thấy cái phần nội dung trong cái phần slide này thôi, chứ tất cả các bạn học sinh không nhìn thấy cái phần slide tiếp theo. Hoặc cái phần mà list add note, có phần cái phần ghi chú như thế này. Đối với cái phần mà ghi âm như thế này, nó có lợi cho tất cả các phần quý thầy cô, là quý thầy cô có thể viết tất cả những cái bài giảng của mình, rồi chúng ta có thể viết cái phần trong cái phần ghi chú này, thì quý thầy cô có thể nhìn cái slide 44 máy bên đây, và quý thầy cô có thể đọc những cái phần mình ghi chú máy bên đây để giúp cho cái bài giảng của mình nó sẽ hay hơn. Sau khi mà quý thầy cô ghi âm hết cái slide bài giảng này thì tiếp tục thì quý thầy cô sẽ nhấn nút next tới cái phần mà giả sử cái slide tiếp theo là như thế này. Đây là có nghĩa là số giây hiện tại là nó sẽ nhảy, là giả sử bây giờ nó nhảy lên 10 giây. Đó, mỗi giây lên đây để nhảy bao lâu thì chúng ta sẽ thấy nó xuất hiện cái số giây trên đây. Slide thứ 3, giả sử mình nói cái slide thứ 3 gồm có những cái phần này. Sau khi mà quý thầy cô giảng bài xong tất cả các slide, đó giả sử mình có 3 slide này, sau khi giảng bài xong thì quý thầy cô sẽ nhìn thấy cái phần này là end of slideshow, có nghĩa là kết thúc cái phần slideshow. Sau khi kết thúc slideshow, nó sẽ hiện ra một cái bảng thông báo, và bảng thông báo này nó nói là tổng thời gian của tất cả cái phần mà trình chiếu, có nghĩa là cái phần ghi âm của quý thầy cô nó là 1 phút 38 giây. Nó hỏi là quý thầy cô có muốn là lưu lại cái thời gian của cái slide này hay không. Đó, mà thường thường là mình sẽ chọn được cái chữ yes. Sau khi quý thầy cô chọn chữ yes xong thì quý thầy cô sẽ đợi một tí. Sau khi mà chúng ta chọn
Yes, thì quý thầy cô sẽ thấy được là tất cả các slide của quý thầy cô nó sẽ xuất hiện dưới cái dạng như thế này. Thì cái slide thứ nhất là quý thầy cô sẽ giảng bài trong thời gian là 0.54 giây. Cái slide thứ hai là 0.19 giây và cái slide thứ ba là 0.24 giây. Và quý thầy cô muốn nghe lại cái phần slide bài giảng của mình thì chúng ta sẽ nhấn vào nhấn đúp vào cái slide. Đó, sau khi mà chúng ta nhấn đúp vào cái slide xong thì quý thầy cô chúng ta sẽ thấy mỗi cái slide bài giảng chúng ta có kèm một cái lo như thế này. Ở đây cái lo như thế này. Thì đối với cái phần cái lo như thế này, quý thầy cô có thể dời nó lên xuống hoặc quý thầy cô có thể thu nhỏ hoặc phóng to cái lo của mình. Để tùy theo giả sử bây giờ Sơn có thể là dời cái lo này qua mấy bên đây chẳng hạn đó, mình có thể mình để cái lo. Và quý thầy cô muốn nghe lại cái phần nội dung của cái bài giảng của mình thì chúng ta chỉ cần nhấn vào đây đó, quý thầy cô sẽ nghe lại những gì mà mình đã nói đối với một cái slide này. Tiếp tục quý thầy cô sẽ đi đến cái phần cái slide thứ hai và cái slide thứ ba của mình. Giả sử cái slide thứ hai là chúng ta muốn nghe lại thì chúng ta chỉ cần làm giống như cái động tác của cái phần slide thứ nhất vào cái lo này, sau đó là chúng ta nhặt cái nút này để chúng ta nghe lại cái đoạn âm thanh của mình đó. Sau khi mà quý thầy cô chúng ta vừa ý xong, quý thầy cô sẽ chọn vào cái slide thứ ba đây. Cái slide thứ ba thì quý thầy cô cũng làm động tác như thế. Đó là cái phần mà hướng dẫn của quý thầy cô làm như thế nào để quý thầy cô có thể làm ghi âm cái bài giảng bố của mình. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn cho quý thầy cô làm như thế nào để quý thầy cô có thể xuất cái file dưới dạng là file tự trình chiếu. Để quý thầy cô xuất cái file dưới dạng file tự trình chiếu, đầu tiên chúng ta sẽ nhấn vào cái chữ file này. Sau đó quý thầy cô sẽ chọn cái chữ COE. Sau khi mà chúng ta chọn COE thì đầu tiên cái phần mà COE này, đây là cái phần mà quý thầy cô sẽ đặt tên cho cái phần bài giảng của mình. Giả sử bây giờ mình muốn đặt tên đây là bài giảng tự trình chiếu thì ở đây bài giảng tự trình chiếu. Và cái thứ hai, đây là cái nơi mà quý thầy cô muốn xuất file. Thường thường á, quý thầy cô có thể chọn một cái nơi mà quý thầy cô muốn lưu. Giả sử bây giờ mình lưu cái file này trên desktop, mình sẽ chọn trên cái phần mà desktop. Và cái điều quan trọng nhất để quý thầy cô xuất file cái dạng tự trình chiếu thì quý thầy cô sẽ chọn ở đây, chúng ta chọn sổ xuống và quý thầy cô sẽ chọn giùm mình trên đây cái file của mình. Nó thường nó lưu ở dưới dạng là PowerPoint presentation, có nghĩa là PowerPoint dưới dạng mà quý thầy cô sẽ trình chiếu nó. Bây giờ quý thầy cô sẽ lưu dưới một cái dạng khác, là chúng ta sẽ lưu dưới cái dạng mà nó tự trình chiếu. Khi mà chúng ta lưu theo cái dạng này thì tất cả các bạn học sinh hoặc tất cả các bạn sinh viên chỉ mở xem dưới dạng là tự trình chiếu. Các bạn học sinh và các bạn sinh viên không thể nào mà sửa cái file của mình. Đây là cái phần mà rất là quan trọng, thì chúng ta lưu ý dưới dạng là PowerPoint show. Sau khi quý thầy cô lưu xong thì quý thầy cô có chọn save. Và trên đây là mình đã lưu xong rồi. Bây giờ á, để kiểm tra lại thì mình sẽ đi ra bên ngoài. Sau khi quý thầy cô đi ra bên ngoài màn hình thì quý thầy cô sẽ thấy được cái bài giảng PowerPoint của mình dưới dạng là tự trình chiếu. Và sau đây mình sẽ mở cái file này để cho quý thầy cô chúng ta thấy cái file mình lưu dưới dạng tự trình chiếu là như thế nào, khác so với cái file PowerPoint mà quý thầy cô sử dụng. Bây giờ mình sẽ mở cái file dưới dạng tự trình chiếu và quý thầy cô sẽ để ý tới cái đuôi là BBSX này. Mình sẽ mở lên. Và sau khi mình đã mở lên thì quý thầy cô sẽ thấy cái file PowerPoint này nó sẽ tự trình chiếu. Và trong cái file PowerPoint này thì quý thầy cô sẽ thấy là như thế này. Trong cái file này nó sẽ kèm luôn cái lời nói hay là cái phần bài giảng của quý thầy cô trong từng slide. Giả sử bây giờ hết slide 1, bắt đầu nó sẽ chuyển qua cái phần mà cái slide thứ 2, giúp cho tất cả các bạn học sinh hoặc tất cả các bạn sinh viên có thể là ôn tập lại những kiến thức mà quý thầy cô đã truyền tải trên lớp, hoặc quý thầy cô có thể tự ghi âm cái phần bài giảng của mình gửi đến cho tất cả các bạn học sinh và tất cả các bạn sinh viên của mình.
Và sau khi mà các bạn học sinh và các bạn sinh viên nhận cái file của mình, thì các bạn học sinh và các bạn sinh viên này không thể nào mà chỉnh sửa cái file của mình. Và sau khi mà xem xong cái này thì kết thúc là nó sẽ hiện ra cái phần này luôn, có nghĩa là kết thúc là nó không bao giờ nó chuyển thành một cái file PowerPoint, mà kết thúc nó sẽ như thế này. Đó, nó giống như một cái đoạn video sau khi các bạn sinh viên hoặc các bạn học sinh xem xong thì nó sẽ kết thúc luôn. Và các bạn học sinh hoặc tất cả các bạn sinh viên không thể nào mà chỉnh sửa trên cái phần file PowerPoint của mình được. Trên đây thì mình đã hướng dẫn cho tất cả các quý thầy cô làm như thế nào để ghi một cái bài giảng PowerPoint, và làm như thế nào để quý thầy cô có thể xuất một cái file PowerPoint dưới dạng trình chiếu, giúp cho tất cả các bạn sinh viên có thể ôn tập lại những cái phần kiến thức mà quý thầy cô đã truyền đạt trên lớp, hoặc quý thầy cô có thể là tự thu âm bài giảng của mình gửi đến cho tất cả các bạn sinh viên. Và hy vọng cái phần này sẽ giúp ích cho tất cả các quý thầy cô cùng với tất cả các bạn sinh viên có thể học tập một cách trực tuyến hoặc học tập một cách hiệu quả. Xin chào và hẹn lại tất cả các quý thầy cô.